là một sản phẩm có tên là Bio Super Humus. Đây là một sản phẩm phân bón của trường Đại học Nông Lâm. Ngoài cái tên là Bio Super Humus ra thì sản phẩm này cũng có tên đó là phân Casinola. Đặc điểm của sản phẩm này đó là tăng cường khả năng đẻ cực mạnh cho cây, giúp cứng cây xanh lá, đồng thời là sẽ đối với những vùng đất bị phèn thì sẽ giải độc phèn, những vùng đất bị ngộ độc hữu cơ thì sẽ giải độc hữu cơ và tăng cường sức đề kháng đối với các bệnh hại cũng như dịch hại. Thì về phần chính của sản phẩm gồm có rất là nhiều thành phần, mình xin phân tích từ từ. Thứ nhất là hai dung lượng rất quan trọng cho cây trồng, đó là canxi 5%, silic 5%. Ngoài ra sản phẩm cũng có hàm lượng đa lượng vừa đủ cho cây trồng hấp thụ ở các giai đoạn, ví dụ như là đạm 1%, lân 1% và kali 1%. Bên cạnh đó sản phẩm cũng có bổ sung thêm hữu cơ 15%. Trong hữu cơ này thì bao gồm có axit humic và K-humat. Trong 15% của hữu cơ thì có 70% axit humic và 98% K-humat. Đối với cái thành phần K axit humic đó các bạn, thì nó sẽ kích thích cho bộ rễ của cây nó phát triển. Đồng thời có sẵn kali humat ở đây thì nó sẽ cung cấp thêm cái đa lượng kali cho cây. Cộng với việc là sản phẩm này cũng có bổ sung thêm các vi lượng như là đồng 2000 ppm, kẽm 1000 ppm, canxi 5000 ppm, silic 5000 ppm. Đây là canxi và silic thì mình đã chia sẻ 5% ở trên đó các bạn. Ở đây có thêm là magnesium 5000 ppm, bo 3000 ppm, mangan 300 ppm và sắt 100 ppm. Thì tính tới thời điểm này thì nếu mà xét về cái thành phần đa chung vi lượng thì sản phẩm này có đầy đủ bạn ha, đầy đủ đa chung vi lượng ở đa lượng với tỷ lệ 1:1 thì cũng phù hợp với nhiều giai đoạn phát triển của cây trồng. Tiếp theo một cái thành phần rất là quan trọng đó là các vi sinh vật có lợi trong sản phẩm. Thứ nhất đó là vi khuẩn cố định đạm, có tên là Azotobacter glaucosium. Thứ hai đó là vi sinh vật phân giải lăng, có tên là Bacillus megatherium và phosphorin nữa các bạn, tăng cường khả năng đẻ luôn. Các tiếp theo là sản phẩm có các loại nấm phân giải rơm rạ và các loại nấm đối kháng, ví dụ như là Trichoderma sp, còn nấm phân giải rơm rạ ví dụ như Actinomycelabus. Thì và phân tích sâu hơn về cái cơ chế thành phần dinh dưỡng của sản phẩm này thì chúng ta thấy được, thứ nhất là những dinh dưỡng đa chung vi lượng, sản phẩm có đầy đủ thì nó phù hợp với cho chúng ta việc chúng ta bón cho nhiều giai đoạn phát triển của cây. Chúng ta sẽ tiết kiệm được cái lượng phân bón mà chúng ta bón cho cây khi chúng ta sử dụng sản phẩm này. Đồng thời thì nó giúp cây là chống stress cũng như là tăng cường sức chống chịu với những điều kiện môi trường bất lợi. Đồng thời có đầy đủ các vi sinh vật có lợi thì nó sẽ có tác dụng là cải tạo đất, làm đất tơi xốp hơn, làm tăng cái hàm lượng chất mùn, đồng thời nó giúp cho cây phòng bệnh rất tốt, tiêu diệt các loại nấm gây hại trong đất. Thì về cách sử dụng thì chúng ta có sử dụng thì chúng ta chia làm hai phần, thứ nhất là bón lót và thứ hai bón thúc cho một số loại cây như cây lúa, rau màu, cây ăn trái, cây công nghiệp. Và cái cách bón lót á, thì đối với cây lúa thì chúng ta trộn 1 kg với phân lăng chúng ta rải cho 2.000 đến 3.000 mét vuông trước khi gieo xạ hoặc là sau xạ 10-15 ngày. Còn bón thúc thì chúng ta chọn trộn 1 kg humic với NPK, chúng ta rải cho 5.000 đến 10.000 mét vuông vào giai đoạn thúc đẻ nhánh và thúc đón đồng.